Xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube công ty Hai Nhà Nước Việt Nam. Mình là Lượng, nhân viên kỹ thuật của công ty. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái chức năng PLC Link của một hãng nói chung là đối thủ, cũng đối thủ là bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để dùng PLC Delta DPV14SS2 kết nối với hai cái đồng hồ nhiệt là VX4 và có thể nhiều hơn nữa là tới 16 cái bằng chạy thuật PLC Link. Thì cái chạy thuật này khá là mới mẻ, chắc ở Việt Nam cũng ít người biết chứ không nhiều người đâu. Mình tiếp cận được cái giải thuật này là do mình quen được một anh bên Trung Quốc, ảnh làm trong hãng này, ảnh giới thiệu cho mình. Thì lúc đó mình mới biết được cái giải thuật này. Rồi, thì cái giải thuật này nó cũng nói sao cho dễ hiểu ta. Thì có nghĩa là thay vì bây giờ các bạn mua một con PLC thì đơn giản là đúng không? Giờ có hai con á, thì làm sao để đồng bộ dùng nhớ lại thì nó sử dụng cái giải thuật là PLC Link để đồng bộ lại. Cũng như là truyền thông nữa, nhưng mà cái tốc độ lúc này của nó lên rất là nhanh. Nhưng mà ở đây nó cho phép chúng ta link tổng cộng 16 cái. Thì mình sẽ dùng cái giải thuật này để link với hai cái đồng hồ nhiệt. Tại vì ở đây mình có hai cái thôi, chỉ có nhiều hơn nữa thì các bạn có thể link tối đa 16 cái. Rồi, ok. Bây giờ bắt đầu mở phần mềm lên. Thì ở đây mình đã viết có sẵn. Thì ở đây mình sẽ dùng phần mềm là ASP Shop. Phần mềm lập trình này cũng khá là hay. Rồi, đầu tiên là khai báo khung truyền thông cho nó thôi. Ở đây mình khai báo là Routeo 9068N1. Rồi, để kiểm tra có đúng không? Đây mình mua ví dụ nhớ là cái bit là 8116 hệ 16 với số 81 vào trong D1220. Rồi, thì để kiểm tra nó có đúng là cái thông số chuyện đấy hay không thì các bạn chỉ cần bấm vô F protocol code để mình thử giá trị ra lại 81 luôn. Bỏ đi vô đây 81. Rồi, kiểm tra ngược lại 9068N1. Rồi, ok. Rồi, ở đây cái này thì bật nó chức năng giữ cái chức năng của cái cổng cơm hai này thôi. Chức năng này thì là cho phép chúng ta chọn là bật lên thì là Routeo, off đi là AS2 thì chúng ta sử dụng là Routeo. Rồi, chức năng thì đơn giản, bật lên thì 8 bit, tắt đi thì nó là 16 bit, mình đang chuyển 8 bit nha. Rồi, ở đây đặc biệt VX thì mình đang cài một con là 1, một con là 2 rồi, địa chỉ address 1, 2. Thì ở đây con PLC mình phải khác cái địa chỉ so với hai con VX. Thì ở đây mình chọn số 100. Tại vì sao? Tại vì đẹp, số 100 chọn dễ nhớ, đẹp. Rồi các bạn không thích thì sửa lại 9998 hay là 34 nữa thì mình nhớ là khác chứ địa chỉ hai con kia nha. Rồi. Sau đó nữa là bật cái chức năng PLC lên. Nó có hai hàm bật, một là M1350 và 1351, thì một cái là bật, một cái là không. Tua kết nối. Em đi bỏ lên, một cái là không tua thì không cho nó cần kết nối. Không cần phải sử dụng chức năng manual nhấn cái kết nối hay sao đó thì mình bật liên tục luôn thì nó tự động kết nối. Rồi, cái này thì các bạn hỏi mình là xem ở đâu đúng không? Thì chuyện đơn giản thôi, vào hép, vào manual đó đầy đủ hết, chịu khó đọc. Rồi, tiếp theo nữa là mình cần phải khai báo là bao nhiêu cái số lượng cái ID. Ở đây mình có hai cái thì nhập vô là hai cái thôi. Rồi, tiếp theo nữa là mình lên cái dùng nhớ đọc. Ở đây là cái dùng nhớ này là dùng nhớ đọc nha, viết thiếu nè. Và một cái là dùng nhớ viết thôi. Rồi, dùng nhớ đọc thì các bạn có thể xem nó ở trong đây. Nó có nguyên một cái bảng địa chỉ bắt đầu dày một lòn ở đây. Đó, data viết gì đó. Quá chục rồi đó. Rồi, thì cái này dùng nhớ đặc biệt của PLC Delta thì bắt đầu từ D1000 cho tới D2000. Đó là dùng nhớ đặc biệt, không được ghi cái gì đâu. Nó sẽ mặc định của nó thì nó dùng để chuyển đổi dữ liệu nội bộ của nó. Rồi, ở đây thì mình khai báo thôi. Đầu tiên là số cái giải mình đọc cho phép đó là đọc hình như là 16 hay 8 gì đó. Nên mình cần một nên mình chỉ cần đọc nó lên một bit thôi. Mua một chỗ mua giới này thì nó sẽ đọc lên một. Ở đây thì bắt đầu cái địa chỉ 0 là 0 là BV vùng nhớ 0 trên con VX của mình. Rồi, tương tự với con VX số 2 thì cũng là số 1 giờ ID 2 thôi. Làm đọc lên một len và cái giá trị đọc là 0. Cái giá trị mà cái data register đọc lên là 0. Rồi, tiếp theo là tới phần viết cũng khai báo y chang như vậy trong những cái thanh tra len của nó. Rồi, như vậy rồi xong. Tiếp theo nữa là mình read ra thì nó tự động nó lưu về. Khi mà nó kết nối được á, thì nó sẽ tự động lưu về dùng nhớ là D1401480 cho cái giá trị ID 1. Rồi, và D1512 cho giá trị ID 2. Mình mua nó ra cái giá trị mình cần xài thì mình cứ mua nó ra. Mua ra D0 thì xài D0, muốn xài ra D10 thì mua ra D10, tùy mình.
Rồi, tiếp theo nữa là viết cái giá trị SV cho nó. Thì để viết cho cái giá trị SV cho nó, các bạn chỉ cần làm sao làm nguyên sau nhập cái số vào OD1496 là ID1, 1528 là ID2. Rồi, đây mình dùng cái D10 để mua nha, để lát nữa mình sửa cho dễ. Rồi, tiếp theo nữa nó sẽ có một cái bản bít lỗi. Khi nào mà mất kết nối thì những cái này nó sẽ đóng lại. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đang online nè. Bây giờ mình sẽ tìm cách để mình tăng nhiệt độ lên nha. Ở đây thì mình có cái đó sẵn, các bạn xem cái hồ, cái ô nhỏ nhỏ mà mình để dưới màn hình đó. Thì ở đây mình có cái đó sẵn rồi. Bây giờ kết nối luôn, quẹt quẹt thì nó ra tại đây. Các bạn có tốc độ cực kỳ nhanh không? Tại vì nó còn trên máy tính là vẫn vô qua cái cổng GSM2 nữa. Nên là chậm. Và bây giờ tiếp theo mình thay đổi giá trị cho nó thôi. Hai con kia cũng vậy thôi. Do cảm biến này có cái gì vậy? Rồi, như vậy là xong. Tiếp theo nữa, một cái mà mình cần giới thiệu với các bạn đó chính là viết số. Thì viết số cho các bạn nhập vô số một cây, nhập vô số 90 đi, 90 độ, 90 độ là 900, dối số thật hơn nha. Ok, xuống chưa? Xem cái ô rơi trên màn hình của mình đó. Rồi, tiếp theo tới con số 2. Con số 2 nhập vô ô đêm 11 để cho nó mua qua cái dùng nhớ cái link số này là 80 đi. 80 độ là 800. Rồi, để là xong. Rồi còn bây giờ tiếp theo kiểm tra cái hàm mật lỗi thôi. Đó, quá đơn giản. Các bạn xem ở trên con PC nha. Bây giờ mình bắt đầu mình tháo một cái dây chuyền không của một con đồng hồ nhiệt kia là sẽ báo lỗi thôi. Ở đây thì con số 1 quá thì nó đang là con số 1 là I1 nè, số 2 là I2. Thì con số 1 thì tương ứng với cái này là gì đi trời. Con số 1, không biết con số 1 nên mình tháo đại ra đi. Dính con lại quá. Mình tháo con biệt thì tháo đi. Tháo đi thì không có nó ra sao. Đó, vừa rút cái đó là bật cái chân nhỏ này liền. Chân như này nè, quá chứ. Như cái này xem. Nó là tắt điện nữa nè. Cái tốc độ cập nhật lỗi như vậy thì nó mới có thể là giúp cho máy chúng ta hoạt động bình thường, không bị lỗi lầm gì hết. Rồi, các bạn có thể mua cái sản phẩm của Hanyon thì nếu mà có cần trao đổi kỹ thuật thì mình cũng có thể hỗ trợ. Rồi còn chi sâu hơn nữa thì bên mình có thể nhờ những anh bên hãng Delta hỗ trợ, sau đó thì cái đó tiền cái đó các bạn có thể liên hệ bên chỗ cái chỗ bạn mua BNC để họ hỗ trợ mình. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay hữu ích, vui lòng để lại một like, subscribe cũng như là đăng ký kênh của mình để nhận được các video khác hay hữu ích hơn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.